Anh Tường ơi, anh gửi cho em cái bản proposal để em tổng kết với bên marketing á, rồi gửi cho khách hàng. Sao nãy giờ không nói? Đợi tắt máy em mới nói là sao? Sếp mới báo em gấp cho nên là em mới kêu anh gửi cho em chứ bộ. Vậy còn nói thừa sếp nữa hả? Ý em không phải vậy, nhưng mà dù gì thì bây giờ cũng đang trong giờ làm mà. Làm cái gì? Giờ làm thì giờ làm của cậu. Nhưng mà tôi có việc tôi phải đi. Trời, anh Tường nói chuyện giỡn chơi hay gì vậy? Đây công việc chung thì làm phải làm chung chứ, của em là sao? Nè, tôi sắp lên chức rồi nha. Tôi đi đâu làm gì á, tôi không cần phải khai báo cậu. Được chưa? Bây giờ cái việc của cậu tự làm đi chứ. Tôi nói cho cậu biết, tôi mà lên chức được rồi, cậu cẩn thận đấy. Trời, anh nói gì kỳ vậy? Anh lên chức là chuyện của anh, còn cái chuyện việc làm thì phải làm chứ. Giờ việc của cậu thì cậu tự làm đi. Vậy nha. Dạ. Nè anh. Chúc mừng anh nha. Không ngờ hả, bao nhiêu năm á, cố gắng bây giờ cũng đã tới lúc anh lên chức rồi. Ngày đó còn xa lắm. Xa gì xa, hả, tháng sau hả, anh cũng về qua phòng khác anh làm à. Tới lúc đó hả, nhớ tới mấy đứa em nha. Thì cái ngày đó chưa chính thức mà, còn lâu. Còn lâu thì trước sau gì nó cũng sẽ tới thôi. Với lại anh ơi, sẵn anh em mình thân thiết á, cho em hỏi cái bí quyết nào mà giúp cho anh lên chức hay quá vậy? Thì làm việc chăm chỉ là được mà. Làm việc chăm chỉ thì em cũng làm việc chăm chỉ. Xong rồi hả, em còn những lúc em còn tới công ty này sớm hơn anh nữa mà. Ý cậu là gì? Không, ý em là em cũng siêng năng chăm chỉ giống như anh mà sao chưa lên chức á mà. Ý cậu nói là tôi không xứng đáng lên chức á? Đâu có đâu anh, em đâu có nói vậy đâu. Em chỉ muốn hỏi anh thôi mà sao anh căng quá vậy? Thì nói chung là việc ai nấy lo đi. Không anh ơi, tại vì em thấy anh em mình thân thiết với nhau cho nên em muốn hỏi cái bí quyết của anh thôi mà. Việc của tôi là việc của tôi, việc của cậu là việc của cậu. Hai việc không liên quan tới nhau, hỏi làm gì? Không, em tính hỏi vậy thôi chứ đâu có xin xỏ đâu mà sao tự nhiên cái anh nói chuyện kỳ vậy. Nè, cậu đừng có nghĩ tôi với cậu làm việc chung với nhau rồi thân. Thân ai nấy lo thôi. Ủa anh ơi, đừng nghĩ tôi lên chức á mày đặt hỏi này hỏi kia. Ủa anh em mình đó giờ sao giờ vậy mà? Chứ em có ý xin xỏ ở đâu mà sao anh nói chuyện thái độ kỳ vậy? Thôi, em lên làm việc đây. Thấy mình lên chức mày đặt lại hỏi. Cái này đâu phải là khen mình hay thích mình, lại ganh tị với mình rồi. Tôi đọc ra được ý đồ của cậu. Dừng tay đi. Này cậu coi đi nè. Dạ, sao vậy anh? Coi đi. Hợp đồng của khách hàng mà cậu in chú đậm chú lợt là sao? Dạ, xin lỗi anh tại... Có cái máy in rồi mà in cũng được là sao? Không, tại vì hồi nãy em không có để ý, không có kiểm tra lại. Xin lỗi anh nha. Xin lỗi là xong hả? Làm gì cũng sai, làm gì cũng nhầm lẫn hết trơn á. Mà trách nhiệm ai chịu? Dạ, anh ơi, ấy bây giờ anh gửi file em in lại. In lại hả? Dạ. Có biết tốn giấy tốn mực của công ty không? Rồi phát sinh chi phí, ai chịu trách nhiệm? Làm việc chú ý vô một chút đi chứ. Lớn rồi mà ăn nít đâu. Làm lại bản hợp đồng cho tôi đi. Anh Tường, bữa nay là mọi người trong công ty đi công tác hết rồi. Có hai anh em mình à. Em mới đang ở ngoài tiệm cơm gà mà anh em mình hay ăn á. Biết là anh chưa ăn cho nên là em có mua cho anh một phần nè. Sao tự nhiên tốt với tôi quá vậy? Mua cho anh em mình ăn thôi, mình thân nhau mà. Thân hả? Dạ. Sao cứ khoái nói thân hoài vậy ta? Tôi tự ăn được. Thì anh ăn đi. Oh no. Thôi, anh no rồi. Cảm ơn. Ủa sao vậy anh?
Cậu nghĩ cậu mua được hộp cơm là cậu mua chuộc được tôi à? Ủa nói vậy là sao? Chứ gì nữa. Mấy bữa nay tôi sai vặt cậu, tôi ép uổng cậu. Cái cậu thấy là tôi sắp lên chức, cậu không làm được gì được tôi. Bây giờ cậu mua hộp cơm gà mua chuộc tôi à? Anh ơi, bộ anh nghĩ em lại con người vậy hả? Trời, anh lên chức thì anh lên chức là chuyện của anh chứ có liên quan gì tới em đâu. Liên quan sao không liên quan? Liên quan gì? Tôi lên chức, tôi làm trưởng phòng của cậu. Tôi là người trực tiếp nói chuyện với sếp. Cậu lợi dụng mối quan hệ này để cậu hả mua chuộc tôi, nhờ tôi nói chuyện với sếp cho cậu lên chức chứ gì, hoặc tăng lương chứ gì, đúng không? Thôi mệt quá, không nói chuyện anh nữa. Thì còn như cơm này mua cho chị lo công ăn đi. Hai cậu cho anh biết cái dự án marketing về cái bất động sản kỳ này á, mình phát triển theo hướng nào là hợp lý. Nè, thì dự án kỳ này quan trọng cho nên mình phải tập trung toàn bộ lại nghe chưa. Ủa sao mai nói gì hết vậy? Thường ngày là mấy cậu ý kiến dữ lắm à. Có chuyện gì không? Dạ. Ý kiến của em sao? Em nói thiệt với sếp là mấy bữa nay hả là em nhịn dữ lắm rồi, nhưng mà em cũng không thể nào mà nuốt trâu cái cục tức này được luôn á. Ủa dù gì ai? Dạ thì ủa thường ngày là anh thấy hai đứa là thân thiết nhau lắm mà sau nay có vụ này là sao? Dạ thì từ cái lúc mà ảnh hả được chuẩn bị thăng chức đó. Rồi sao? Thì em gặp em tỏ ý là em chúc mừng ảnh hả? Xong rồi em hỏi ảnh cái bí quyết làm sao để được thăng chức. Cái ảnh đi đặt điều nói khống em, nói hả là em nịnh bợ, rồi em tỏ ra là thân thiện với ảnh. Trời, em tường nghe hết rồi. Ý kiến em sao? Thông nói đúng hay sao? Dạ thưa sếp, em không có ý đó. Thật sự thì sau cái cuộc họp vừa rồi, sếp cái đề cử em lên chức trưởng phòng thì em cũng vui và em cũng áp lực. Nhưng mà cái thái độ chúc mừng của Thông, em cảm giác như là Thông đang ganh tị với em. Em cảm giác như là Thông không vui nên là em mới tỏ thái độ với cậu ấy. Cái gì vậy? Cảm giác gì anh nói kỳ vậy? Thật sự là em thật lòng là em chúc mừng anh thôi. Rồi anh sẽ nghĩ em là con người vậy. Rồi bây giờ anh lúc đó anh giận lẫy rồi, cái anh coi thường em vậy luôn á hả? Thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Tường nè, từ trước giờ anh với ban lãnh đạo trong công ty mình theo dõi em rất kỹ. Em có biểu hiện rất tốt, làm việc siêng năng, đặc biệt là hòa đồng với tập thể và được anh em trong công ty mình yêu mến. Chính vì vậy anh mới nói với ban lãnh đạo là đề nghị thăng chức cho em lên trưởng phòng. Nhưng mà trong một suốt một tuần qua anh quan sát, anh thấy em từ ngày mà em được đề nghị thăng chức rồi, anh thấy em có những cái biểu hiện không tốt. Có vẻ là ta đây ha, nói thẳng chút xíu là hơi hết dịch, đặc biệt là với thằng Thông đây. Lý do là sao vậy? Dạ, cái chuyện này em xin lỗi sếp. Vì em nhận được một cái chức quan trọng với em cũng khá áp lực, nên là em muốn tất cả mọi người đều phải nghe theo lời của em. Nên em mới hạnh hoẻ tất cả mọi người để cho mọi người sợ, để mọi người nghe theo em. Chứ thật sự em cũng không có ý gì hết. Sáng nay anh cũng xin lỗi Thông. Tại vì anh cũng không có ý gì. Anh hy vọng là Thông đừng có giận, không bỏ qua cho anh. Nên anh em mình cùng nhau cố gắng, mình làm cho cái team của mình phát triển hơn. Thôi Tường đã nói được rồi, em cứ bỏ qua cho nó lần này đi. Dạ, thì anh xin lỗi thì em cũng chấp nhận. Nhưng mà em hy vọng sau này anh sẽ bớt cái tính đó lại, để cho mọi người trong công ty là ủng hộ anh hơn, rồi sếp tin tưởng giao cái chức trưởng phòng đó cho anh. Anh nói với anh Tường nghe nè, mình làm lãnh đạo nó cũng giống như là cái môn nghệ thuật vậy. Khi mình được thăng chức rồi thì mình cần phải phát huy tất cả những cái ưu điểm từ trước giờ của mình ha. Càng gần gũi anh em hơn, để cho anh em nó tin yêu hơn, mình càng dễ thương hơn, thì anh em nó mới phát biểu ý kiến đó cho mình biết được, phải không? Rồi mình biết tâm tư tình cảm của mọi người thì mình mới điều khiển người ta được, phải không? Chứ em đừng có tỏ dễ mà hết dịch ta đây cao ngạo rồi cho rằng mình
hơn người ta rồi mình có quyền quạnh hẹ người ta thế này thế khác thì người ta xa lánh mình. Rồi lúc đó là cái người đầu tiên mà gặp khó là em trong ai hết á, biết chưa? Dạ em biết rồi sếp. Sau này có gì sếp chỉ bảo em nhiều hơn. Ừ. Là thấy cái lỗi của mình rồi đúng không? Dạ. Là thiệt phải không? Bây giờ cái việc cân nhắc em á để anh với ban giám đốc xem xét lại ha. Nhưng mà cái việc trước mắt cần phải giải quyết là cái sự đoàn kết của hai đứa để giải quyết xong cái dự án này cho anh, được không? Dạ, được. Dạ được sếp. Đâu thể hiện anh coi coi. Dạ. Sếp chịu này nè, lấy mà sếp lấy đó. Hợp đồng đưa cho sếp hả? Ừ. Tự coi lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà coi.